gì? Luân hồi là mình cứ sống hoài, quay cuồng mãi hoài, không có ngày vui. Hình như ông Vũ Thành An có một bài Đời Đá Vàng thì phải. Trong đó có những câu rất hay. Thì chúng ta cũng vậy, có những cái mà chúng ta cứ đáo đi đáo lại. Và quý vị biết không, thường thường á xin lỗi là có những người có cái chuyện nó cũ rích à, mà cứ nói hoài. Xong rồi giải tỏa rồi, cái là 2-3 ngày sau, hay là 1-2 tháng sau, 1-2 năm sau mà đụng chuyện cái nói nữa. Có nhiều khi á, cái người sống trong nhà mình bực khó chịu lắm, là vì mình cứ nói đi nói lại cái đó hoài. Như vậy chứng tỏ là mình mang thai mấy lần? Mang thai nhiều lần hơn. Cho nên mang thai một lần là khi chúng ta xả được rồi, chúng ta nên xả. Đó là cái đặc tính của con cọc cái, mang thai chỉ một lần. Chúng ta cũng vậy. Cái gì mà chúng ta thấy xả rồi thì thôi đừng có đem nó vô trở lại nữa. Có nhiều khi Pháp Hòa nói đó, mình làm người với nhau mà, ai mà không có những cái phút lỡ lầm, giận dữ rồi thốt những cái lời nói khó nghe. Nhưng mà thí dụ vợ chồng mà lỡ một cái lời nói đó mà người ta ăn năn, người ta hối hận, người ta xin lỗi rồi đó, thì nên xả đi, đừng nên ôm nữa. Có nhiều khi bây giờ trở lại vui vẻ rồi, hạnh phúc bình thường rồi, nhưng mà cái câu nói đó của người vợ hay của người chồng không có xả được. Cái hễ buồn buồn là nhớ lại cái câu đó, mà nhớ lại cái câu đó là hận, là giận, là tức, chi cho nó khổ. Mình biết ở đời này ai cũng có một cái lần lầm lỗi. Đó là Pháp Hòa nói ít đó nha. Nên ai cũng có một lần lầm lỗi là nói ít đó. Chứ còn nói cho đúng là ai cũng đã nhiều lần lầm lỗi. Cho nên cái bài mà chúng ta tụng đó, con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si, hôm nay con nguyện xin sám hối. Bắt đầu hôm nay nguyện làm lại, thề sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Người ta có cái câu nói như vậy. Nhưng mà chúng ta sống với chúng ta phải trải lòng và chúng ta cảm thông. Thường thường á, cái người dưng nước lã nói một câu gì nghe nặng nề để chúng ta bỏ qua được. Mà cái người chúng ta thương nhiều chừng nào á là chúng ta sẽ giận nhiều chừng đấy. Cha ta thường nói thương nhiều là giận nhiều. Cho nên rồi yêu với hận nó cũng không có xa bao nhiêu đâu. Yêu sâu nào hận nặng nấy. Vì vậy cho nên đó, mình phải học cái hạnh. Năm nay là năm Canh Dần, chúng ta học hạnh của con, học cái đặc tính của con cọp cái á, là chỉ mang thai một lần. Quý vị biết á, mình giận ai rồi á, cái ngực của mình nó nặng nề lắm, trái tim của mình nó kỳ cục lắm, gặp cái người đó là bắt đầu đánh mạnh hơn. Hồi xưa khi mình gặp cái người đó mình cũng thương họ, cái trái tim mình bây giờ nó rung cảm. Bây giờ cũng cũng gặp người đó nó cũng đập mạnh, nhưng mà bây giờ không phải rung cảm theo kiểu tình yêu nữa, rung kiểu khác. Cái này rung cầm cập. Hồi xưa kêu là rung cảm, rung nhẹ nhàng, rung kiểu yêu đương. Bây giờ cũng cái người đó, cũng cái trái tim đó, cũng rung mà không có phải rung như ngày trước nữa. Bây giờ rung mà đập thình thịch. Nó lạ vậy. Cho nên ngài Na Tiên chỉ mình cái cách học theo hạnh của con cọp nha. Con cọp cái có cái đặc tính là không mang thai 2 lần. Chúng ta cũng vậy. Cái gì xả được xả đi, đừng trở lại nữa. Chúng ta đừng cái học cái kiểu con chuột cứ ngậm nhắm hoài. Con chuột đâu có ăn gì lớn đâu, phải không? Nó cứ mòn mòn riết mà hư sách, hư vở, hư tất cả hết. Mình cũng vậy, cứ ngậm nhắm hoài cái chuyện đó, riết trong gia đình mình cái hạnh phúc nó mòn mỏi chứ gì đâu. Cái người kia có thương mình cỡ nào, có chiều mình cỡ nào, ta ân hận rồi, ta hối hận rồi, ta làm bao nhiêu chuyện rồi, mà mình cứ nói hoài, cũng nhớ hoài, tôi không có hết đâu, tôi còn giận lắm ạ.
Quê rồi mà vẫn còn quê à? Mình cứ nói vậy hoài, có ngày nó có chuyện nữa chứ đâu. Cho nên đừng có làm kiểu con chuột là cứ ngậm nhắm hoài cái chuyện đó. Tại vì mình học được cái đặc tính con cọc đực rồi phải không? Cọc đực có hai đặc tính, kiếm chỗ yên tĩnh ở, rồi gì nữa, không bao giờ làm việc sai trái. Đặc tính con cọc cái là gì? Buông xả phải không? Sanh một lần thôi. Rồi bây giờ mình nói qua, đó là mình nói trong ngày Na Tiên Chỉ. Bây giờ mình nói qua trong kinh. Thì ở trong kinh có kể một cái câu chuyện. Mà xin thưa với đại chúng là những cái câu chuyện trong Phật giáo chúng ta thường gọi là ngụ ngôn. Thì ở nhân gian cũng có chuyện ngụ ngôn, trong Phật giáo có chuyện ngụ ngôn. Mà trong Phật giáo có một quyển kinh ngụ ngôn của đạo Phật á, chúng ta gọi là kinh Bách Dụ, 100 câu chuyện ví dụ, đem những nhân vật rồi những con này con kia, mà hễ mà đem con này con kia ví dụ là vô thưởng vô phạt, không có trúng ai hết, không, mà đem những cái hình ảnh con đó ra để hướng dẫn cho mình thôi. Thí dụ như là người nào mà âm mưu đa mưu mà túc trí mà cái kiểu mà mưu mô mà lại mượn oai của người khác thì người ta gọi là gì? Cáo mượn oai hùm. Thì ở đây có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một cái anh đó, ảnh bị một con cọp nó rượt. Bị con cọp nó rượt thì trong khi mà nó rượt như vậy thì anh sợ quá anh chạy. Thì tới cái đường đó thì anh thấy một cái giếng khô, anh mới nhảy xuống giếng. Thì anh định là nhảy xuống đó để trốn con cọp. Trong khi mà anh nhảy xuống dưới thì anh nhìn xuống dưới thì ở dưới nó có 3 con rắn, nó đang ngóc cái đầu vậy. Sợ quá trời quá đất. Ở dưới thì rắn, trên miệng giếng thì cọp. Giờ làm sao? Thời mai cái anh nhìn bên cạnh cái giếng thì có sợi dây thòng xuống. Vui quá chụp sợi dây đó, đu toàn ten. Thì anh nghĩ là thôi giờ mình cũng yên rồi, thấy không? Nhảy lên thì bị cọp ăn, phóng xuống thì bị rắn cắn, bây giờ được sợi dây. Đang mừng không được mấy giây thì có 2 con chuột nó bò ra, con chuột trắng con chuột đen, nó cắn sợi dây nó mòn. Trời đất ơi, anh thấy là coi như mình tiêu rồi, sao mà cuộc đời mình bất hạnh dữ vậy, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thì trong khi mà 2 con cọp nó đang cắn sợi dây như vậy đó, thì có một bầy ong nó bay ngang, nó nhỏ xuống 5 giọt mật. Anh há miệng ra anh ăn 5 giọt mật, cái anh quên mất tiêu hết trơn. Ở dưới có rắn, trên có cọp, mà dây mình thì đang chuột cắn. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói như thế này: cái con cọp mà rượt đó đó, nó là những cái đau khổ, những cái vô, những cái đau khổ trong cuộc đời này, nó vồ chúng ta, nó đẩy chúng ta. Rồi may rồi chúng ta khổ quá, chúng ta chạy đi kiếm một cái chỗ nào đó để mà chúng ta lánh cái nạn đó. Thì không may ở lòng giếng, cái giếng này là giống như cái nội tâm của mình, cái ở trong lòng giếng ta, nội tâm mình bị 3 con rắn tham sân si. Trên 3 con rắn ở dưới miệng giếng đó là 3 con rắn tượng cho trưng cho tham, cho sân, cho si. Cái sợi dây mà anh đó đu đó, đó là cái mạng sống của mình. Nó mong manh lắm. Bên trong thì bị tham sân si nó hoành hành, bên ngoài thì bị bao nhiêu những cái tác động, nó làm cho con người mình từ thân cho tới tâm mòn mỏi. Vậy đó, chưa hết đâu. Mái xanh chưa mấy, tóc bạc đã lấn dần. Câu này hôm qua mình học đó nha. Đó là 2 con chuột, con chuột trắng với con chuột đen. Con chuột trắng là tượng trưng cho ban ngày, con chuột đen là tượng trưng cho ban đêm. Chúng ta cứ bị ngày đêm nó chi phối, và cái mạng sống, cái tuổi của chúng ta cứ dần dần đi đến cái già. Hồi nãy chú Nguyên Thạnh chú vô thăm, chú mới nói Tết năm nay đi thăm nhà anh Hải Nguyện, tức là anh Tiến. Anh Tiến mới đem ra cho cái hình 27 năm về trước. Trời, con nhìn giật mình.
27 năm về trước tóc con còn nhiều, bây giờ sáu đi đâu hết trơn. Mà 27 năm về trước là tóc đen mà nhiều, 27 năm sau nhìn lại tóc còn có mấy sợi mà bạc nữa. Thì Pháp Hòa mới nhắc chú cái câu mà đêm hôm ngày Trần Thái Tông nói với chúng ta đó: mái xanh chưa mấy chốc, tóc bạc đã lấn dần. Có phải không? Thành thử ra bây giờ mình ngồi mình kiểm lại coi cuộc đời mình có giống cái anh thanh niên này không? Mình có bị bao nhiêu những cái thứ bên ngoài nó đang đuổi rượt mình không? Mình có đang bị một con cọp nó rượt không? Mình có đang bị ba con rắn rồi nó hăm he mình không? Mình có đang bị hai con chuột nó đang ngậm nhấm cái sợi dây mạng sống mình không? Vậy mà chúng ta quên đi, con cọp vồ, con rắn cắn, con chuột cắn dây, chỉ cần có những cái lợi lộc bình thường nó đến, quên hết. Năm giọt mật đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ, quên mất hết. Rồi nhiều khi cho nên Pháp Hòa gặp mấy em mà sinh viên mà qua đây đi học đó, Pháp Hòa hay nhắc lắm: các em rất có phước, cha mẹ ở bên Việt Nam làm cực khổ, dành dụm một số tiền gửi các em qua bên này đi học, thì các em cố gắng học hành để mà có một cái tương lai tốt, để mà có được một cái sự giúp đỡ cho gia đình, đền đáp cái công ơn cha mẹ. Mà nếu các em không có thấy được cái đó mà qua đây đó, rồi giống như bây giờ là rời cái sự chăm sóc của cha mẹ, mà nói bây giờ giống như bây giờ là rời cái sự kèm tỏa của cha mẹ, rồi qua đây tháng nào tiền cũng vô nhà băng, rồi cứ nghĩ cha mẹ bên kia là sung sướng lắm, mà mình phung phí đó là uổng lắm, rất là uổng. Thì cũng giống như vậy, mỗi ngày đi qua là chúng ta không bao giờ kéo lại được, rất uổng. Giống như Pháp Hòa mấy năm gần đây thì cái sức khỏe của mình á bắt đầu nó yếu. Mình thấy rất rõ cái sức khỏe của mình mỗi năm nó không có còn giống như ngày trước. Quý vị có thể nói trời ơi chưa bao nhiêu mà ở đó nói chuyện trầu cao, nhưng mà không phải. Khi con người mình làm việc mà nó quá sức á thì nó phải giống như cái máy mà người ta dặn là một ngày xài 8 tiếng, mình xài ngày tới 16 tiếng thì không thể nào nó last long được, nó có thể duy trì lâu được. Cái thì tự nhiên cái trong lòng mình nó có khởi một cái niệm là mình mong cho mình có đủ cái sức khỏe để mình tiếp tục mình làm những công việc mình đang muốn làm. Mấy năm gần đây là hay nghĩ vậy vào những cái ngày đầu năm. Không phải mình ham sống để mà làm gì, mà bởi vì mình còn tích cực, mình còn muốn làm những cái công việc mình muốn làm. Thí dụ bây giờ mình thấy ví dụ thôi, chùa đây chưa có người lo những cái dịp lễ lộc, thí dụ vậy. Rồi những nơi khác cũng còn bỏ đó, chưa có người về chăm sóc những ngày lễ lớn hay là đến đó để mà chia sẻ Phật Pháp. Thì mình thấy rằng cái sự có mặt của mình nó cần, cho nên lại muốn có đủ sức khỏe để mà làm sao trang trải hết những cái việc đó. Vì đó là cái bổn phận của người tu. Mình bây giờ là đại ẩn chứ không phải là tiểu ẩn. Tức là mình còn phải lăn xả, mình còn phải đi ra mình làm việc. Thế thì mình mới thấy mình đừng có để cho những cái gì nó bên ngoài đó nó làm tác động. Thật sự ra đi ra làm Phật sự dễ khó. Quý vị trong này đã từng làm khó lắm phải đúng không? Khó lắm. Mình làm không có lương, làm ngày làm đêm không có lương. Để mình nói chung đó nha, người tu hay là người không tu vậy, khi mình lăn xả vô mình làm việc Phật sự đó, mình mới thấy làm thì không lương, nhưng mà người ta vui với mình thì nó khác, người ta buồn mình nó khác. Mà thậm chí
đôi khi mình còn thấy coi như là mình coi như là vì Phật sự mà mình phải làm thôi, chứ còn bây giờ nhiều khi mình cũng ngán ngẩm, giống như là con cọp mà nó vồ mình vậy. Rồi vì mỗi khi mà con cọp nó vồ như vậy thì cái gì trong này nó phát? Cái sân của mình nó, cái giận hờn của mình, cái si mê của mình nó phát. Cho nên bên ngoài thì cọp rượt, bên trong thì rắn bò. Bây giờ mình là một cái người mà cứ tối ngày cứ nghĩ rằng á, có nhiều người người ta giải thích như vậy nè. Pháp Hòa nhớ là người trong cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân đó, thì người ta nói rằng năm giọt mật đó đó là nói rằng cuộc đời này nó khổ đau vậy thì thôi mình tận hưởng nó đi. Nói vậy không có được đâu. Cái hiện pháp lạc trú theo đạo Phật đó, là mình làm việc hết lòng mà mình an trụ trong hạnh phúc. Đó mới gọi là hiện pháp lạc trú. Giống như nước cuộc đời này vô thường, nay dời mai đổi, thì chúng ta phải lấy cái thân này, dùng cái vô thường này một cách chính đáng, chứ không thể nào nói là thôi tu cũng chết, không tu cũng chết, tu làm chi cho mắc công, để mà khổ đau vậy thôi mình cứ việc mình ăn chơi cho ấy đi, rồi có gì mình mời thầy tới. Không được, nói vậy không được. Cho nên nói như vậy thì nó chỉ có một, không có nói hết được cái ý tứ của đạo Phật. Quý vị thấy được câu chuyện ha. Cái câu chuyện cuối mà muốn kể để chúng nghe về con cọp á, là trong kinh Bách Vụ kể. Có một bà già đó đang ngủ dưới gốc cây, thì bị một cái con cọp á, nó bò, nó đi tới và nó muốn ăn thịt bà. Thì bà sợ quá, bà mới chạy vòng vòng cái cây, và bà lấy dây, bà con cọp nó chạy theo, thì bà mới lấy dây bà quấn cọp, thì hai cái chân con cọp nó dính vô cây, còn hai con nó ghì được bà. Thì trong khi mà bà giằng co với con cọp như vậy đó, thì có một anh thanh niên đi tới. Bà mới nói trời ơi may quá chú ơi, chú tới giúp tôi, con cọp này nó muốn ăn thịt tôi nè, bây giờ chú giúp tôi tay đi, cột cái tay con cọp này lại, rồi cái tôi với chú chia thịt cọp mình hưởng, rồi lấy lông đồ bán rồi vậy đó. Anh thanh niên này nghe như vậy mới nhào tới chụp hai tay con cọp và dùng dằn với con cọp. Bà già khi mà thấy anh này chụp hai cái tay vậy, bà bỏ chạy mất tiêu. Rồi cuối cùng anh này chết với tay con cọp. Thì qua cái câu chuyện đó, Đức Phật mới nói như thế này. Ở đời đó, mình phải nhớ là khi người ta nói cho mình một cái lợi lộc gì đó mà dễ dàng ăn quá đó, thì cũng coi chừng, phải không? Mà trong 10 điều tâm niệm, Phật nói một câu như thế này: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào á là gì? Mất đạo nghĩa, phải không? Toi thân mất mạng. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên người ta tới nói: anh ơi anh làm ơn anh giao cái này cho tôi, là ở góc kia kìa, cái anh lấy 10 ngàn xài chơi ha. À, mình thấy mình ăn 10 ngàn có bộ dễ quá, chỉ cần đi con lót đường có 10 ngàn à. Và cuộc đời mình đi cả mấy chục năm nay ở nước ngoài mà chưa bao giờ trong băng mình dư được 10 ngàn. À, mình nghe vậy cái thời mai sao cái người ta lợi, người ta bắt mình. À, ủa 10 ngàn này đâu ra? Cái nó tôi có biết trời trăng gì đâu. Đó, thì mình thấy có những cái lợi mà mình thấy nó dễ dàng quá, không phải. Cho nên Đức Phật cũng nói với Ngã Na, tại sao một cái cây nó nằm ở ngay giữa ngã tư đường rất dễ hái, mà bàn quan thiên hạ đi ngang mà nó còn nguyên, nghĩa là cây có độc. Cây có độc người ta mà không hái, chứ nếu mà nó dễ, nó là cây ngọt, cây ngon mà dễ hái thì đâu có tới phiên mình. Cho nên cẩn thận cái đó. Cái điều mà Ngài muốn, cái điều mà chúng ta học được từ bài học này á, là như thế này. Anh, nếu chúng ta làm anh hùng, phải không? Nếu mà làm anh hùng mà không có không có lượng sức mình á, anh hùng mà không có lượng sức á, người ta kêu anh hùng rơm, phải không? Mà anh hùng mà vì lợi lộc cho chính bản thân mình là anh hùng vị kỷ. Nó có hai dạng anh hùng nha. À, còn anh hùng mà làm việc gì có lợi mình lợi người mới thật là anh hùng. Chứ cũng không nên vì lợi người không mà đôi khi cũng
cũng không có lợi mình cũng không được. Phải có cả hai. Vậy cho nên á, mình là người Nho ta có cái câu là kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. Thấy cái việc bất bình mà không nhúng tay vô thì không phải là kẻ dũng sĩ. Nhưng mà mình phải lượng sức. Mình không có lượng sức mà mình gánh cái đó là không được. Mà nhiều khi mình nói thôi lỡ leo lên lưng cọp rồi, không biết lái cọp lấy gì lái. Lâu lâu nay cứ lái xe hơi không, bây giờ lỡ leo cọp sao lái cọp. Không, thành thử phải tùy sức, lượng sức mà mình làm. Thì qua cái câu chuyện này á, chúng ta mới thấy rằng có nhiều khi chúng ta chạy theo những cái hảo huyền thì chúng ta coi như suốt đời này chúng ta cũng không được gì hết. Ví dụ như bây giờ mình làm cái gì mình phải có kinh nghiệm. Mà muốn làm một cái việc gì đó mà không có kinh nghiệm thì coi như không xong. Cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên qua cái bài học mà bà già đánh cọp mà kể trong kinh Bách Vụ đó, thì chúng ta sẽ học được một cái bài học rằng á, thứ nhất là chúng ta phải lượng sức để mà chúng ta cứu người. Thứ hai là chúng ta phải thấy khi người ta mang một cái lợi lộc gì đến cho mình một cách dễ dàng, không có điều kiện, thì cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ lại. Đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà chúng ta nghe cái lợi đó dễ dàng mà chúng ta chạy theo. Xin thưa như thế này, ở đời đó, khi mà khổ đó thì người ta gọi là đồng cam cộng khổ. Nhưng mà khi mà được một cái chút gì mà gọi là lợi lộc đó, ít ai muốn sớt chia lắm. Ở đời là có những cái sự việc nó như vậy. Cho nên bà già đó, bà cũng mưu ha. Nói chú ơi, chú lại chú giúp tôi đi, hai người chúng ta đánh chết con cọp này rồi mình chia. Nhưng mà bà già đó biết là cái sức của bà với sức chú này sao đánh cọp nổi. Cho anh này mà anh vô anh nắm mà bà già bỏ chạy, hai người mà còn không kịp, không lợi con cọp, thì làm gì mà một mình anh này có thể đánh cọp được. Cho nên chúng ta cũng cẩn thận cái đó, thấy lợi đừng nhúng vào. Vì nhúng vào là không có tiện lợi cho mình đâu, mà hại nữa. Viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục. Viễn hành có nghĩa là mình đi xa. Yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để làm gì? Để sát sát thanh ư nhĩ mục là từng giây phút, từng thời khắc chúng ta thanh lọc, trong sáng được con mắt của mình và cái lỗ tai của mình. Tại vì mình gần người lành là thế nào cũng nghe được điều lành và thấy được điều lành. Còn nếu không là sẽ ngược lại. Ví dụ mình ra ngoài một cái quán cà phê, một quán nhậu gì đó, những người mà ta nhậu là mình thấy người ta làm gì? Miệng thì hút thuốc, tay thì cầm điếu thuốc, miệng thì uống rượu, cộng thêm cái tay cầm điếu thuốc, và nói chuyện với nhau thì mở miệng câu nào ra nó cũng là gì? Toàn là những lời chửi bới, chửi bậy. Thật ra mình gần cái môi trường nào thì ít nhiều mình ảnh hưởng. Ngày xưa có một bà cụ đó, bà đem con của bà đi học. Thì bà mang tới một cái làng đó, thì cái làng đó chuyên môn làm đám tang cho người chết. Thì con bà nó tối ngày về nó cứ làm đậu tì. Nó cứ giả làm đậu tì, nó khiêng người này nó vác người kia đi chôn vậy. Bà thấy chà, con bộ lớn lên có cơ hội làm đậu tì. Thế bà mới dọn qua một cái làng khác, thì cái làng này chuyên môn là đánh cá, chài cá. Thì cái làng đó chài cá thì nói chuyện rồi đời sống không được. Cuối cùng bà dẫn qua một cái làng khác, thì cái làng này dân chúng mọi người trong đó lo ăn học. Thì con bà giờ ai cũng lo học hết, thì nó muốn chơi với ai nó cũng phải đi học theo thôi. Cho nên rồi nó trở thành một cái người học giả trong tương lai sau này. Cho nên nhiều khi với cha mẹ mình đi tìm cái môi trường tốt cho con là vậy thôi.
Ở đây Pháp Hòa thấy là cha mẹ lúc nào cũng tạo cuối tuần là phải chở nó đi học võ, học đàn, học đủ thứ hết, để làm chi? Để nó đừng có những thì giờ nó phí cho cái chuyện khác, và luôn luôn mang nó ra khỏi môi trường. Nó ở nhà là nó chơi game nhiều lắm. Rồi mà đứa nào mà nó biết đi chơi cái có bạn cái rồi là cuối tuần là mình không thấy mặt nó. Nó xin tuần này nó xin đi đây, tuần này nó xin đi kia, không cho thì không được. Mà cho nó rồi phải sao nữa, sợ nó không có tiền, nó đi ăn cắp ăn trộm, phải cho nó vài chục nó đi chơi. Mà hãy cho nó tiền, chấp nhận nó đi chơi nhưng mà bù lại nhà lo. Không biết nó đi đâu, sao giờ này nó chưa về. Thành thử đứa nào mà nó còn đi học, cuối tuần nó có chỗ nó đi. Cho nên các chùa mở trường Việt ngữ, mở lớp Phật Pháp, để cho chúng ta đưa con cháu mình vào cái môi trường tốt. Thì trường hợp đó là cái trường hợp là vỏ mềm, cây mềm. Còn cái trường hợp mà ảnh hưởng xấu là do cái gì? Do cây vỏ cứng mà cái thân nó, cái ở bên trong nó cũng cứng. Cho nên cuộc sống của chúng ta, Đức Phật ví dụ như bốn loại cây: thân mềm, vỏ cứng, nghĩa là bản thân mình tốt, làm thiện, có những phẩm tính tốt, nhưng mà mình sống ở một cái môi trường không tốt. Mà mình biết cái này để làm gì? Mình biết để làm chi? Để chúng ta thích ứng, chúng ta sống trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cẩn thận hơn. Và đôi khi chúng ta phải tự biết mình là cái thân mềm hay cái thân cứng nữa. Có đôi khi mình làm một cái thân cứng mà xung quanh mình người ta rất mềm, lúc nào mình sống cũng rất là khó chịu với người xung quanh, mà người ta luôn luôn người ta tới với mình bằng cái tâm niệm nhẹ nhàng, không hằn học, mà mình thì lúc nào cũng hằn học. Cái đó đôi khi chúng ta phải nhìn lại. Cho nên qua cái bài kinh mà Phật dạy, bốn loại cây: một là thân mềm vỏ cứng, nghĩa là tất cả có thể chúng ta là những người lành tốt nhưng ảnh hưởng môi trường, những người xung quanh. Có thể ngược lại là gì? Thân cứng vỏ mềm, nghĩa là chúng ta kỳ cục nhưng mà người xung quanh chúng ta rất là chịu khó, dễ chịu với mình. Đó là những người thiện tri thức đó. Thiện tri thức có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Ngoại hộ thiện tri thức là giúp đỡ cho mình trong mọi cái phương diện đời sống bên ngoài. Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng đến một cái nơi xa lạ thì phải nhờ vào ngoại hộ thiện tri thức. Người thì chở, người thì cho ăn, người thì cho chỗ ở, vân vân. Những cái nhu cầu gì mình cần khi mình ở một cái nơi mà mình hoàn toàn xa lạ đối với mình, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ đi tới đâu phải có những người đi theo phụ, đó là đồng hành thiện tri thức. Mà mình không biết cái văn hóa ở đó sao, ta nói cho mình nghe để mình thích hợp được với cái hoàn cảnh đó, đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Vậy thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những thiện tri thức có mặt cho chúng ta trong mỗi ngày trong cuộc sống. Người Tích Lan á, người ta không có ăn canh, không có ăn súp giống như mình. Các thầy Tích Lan đi qua chùa Việt Nam ở. À, chùa Việt Nam thì thường thường buổi sáng mình ăn cái gì? Cháo, bánh canh, mì, phở, nước vậy. Thì ổng đâu có biết là cái đó kiểu của mình. Ổng ngồi vô cái nói tôi đâu có bệnh. Tại vì sao? Tại vì người Tích Lan là khi nào mình ăn cái gì mà có nước lỏng bỏng như vậy là bệnh mới ăn, chứ còn bình thường là ăn khô. Vì vậy cho nên đó, người Tích Lan là mỗi ngày ta cơm nè, cơm nấu mà cái hạt cơm của họ nó rời rời ra, nhìn rất là khô mà thật sự mềm ngon lắm. Những người nào mà bệnh tiểu đường á, nên ăn gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan. Tại vì cái hạt gạo của họ không có dẻo và nhiều chất đường như gạo của mình. Gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan
nhìn nấu ra rau nó ráo trọi, nhìn gặm nó rơi rơi từng hột tưởng khô queo, nhưng mà thật sự ăn rất là mềm. Chẳng những mềm mà ăn dễ tiêu nữa, vì nó không có cái chất dẻo nhiều. Mình ăn vô, thường cái cơm của mình ăn vô hồi nó buồn ngủ, mà ăn nặng bụng lâu tiêu. Mà cơm Ấn Độ, gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan ăn dễ tiêu lắm. Vị nào mà làm cơm rang mà mua gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan nấu làm cơm rang ngon lắm. Hạt cơm nó ráo, nó rời mà ăn không có ngán. Thì cái người mình đi qua bên nước Tích Lan mà mình nói cho tôi mỗi ngày cái món đó thì nó bộ anh bệnh nè. Ví dụ vậy. Hay là bây giờ mình nói ví dụ mình qua bên bên Hàn Quốc. Qua Hàn Quốc á, là thường thường á, là người ta ăn cơm người ta không có cầm cái chén lên. Hay là mình set up một cái muỗng. Cái muỗng mà là để mời khách ăn cơm, mà khách còn sống ăn cơm á, là lật cái muỗng lên. Nhưng mà cái kiểu dọn cơm của mình là sao? Úp cái muỗng xuống. Tại vì mình quan niệm là bụi, cho nên phải úp cái muỗng xuống để không có bụi. Nhưng mà người Hàn Quốc á, khi nào mình mời khách ăn cơm là phải lật cái muỗng lên, còn úp cái muỗng xuống là để cúng cho người chết. Mình không biết cái phong tục đó, thì mình đi qua đất nước người ta, mình phải cần có giáo thọ thiện tri thức. Trong cuộc sống này chúng ta cần những bậc giáo thọ thiện tri thức, chứ đừng nói cái gì tôi cũng biết. Mình hay nói là tôi biết hết á, nhưng mà rốt cuộc là hết biết. Cho nên giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, là chúng ta tu mà chúng ta cần có những người bạn. Hay trong cuộc sống của chúng ta cần có những người bạn. Quý vị cứ tưởng tượng đi đâu mà đi một mình, hình như mình không tự tin. Nhất là đi đường xa, kiếm một người bạn đi theo mình. Chị cứ ngồi với tôi thôi, tôi lái, nhưng mà anh chị ngồi để tôi yên tâm. Đó là cái tâm lý. Thì từ cái đó mình mới suy ra rằng trong cuộc sống chúng ta cần có một người bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nếu chúng ta không cần người bạn thì tại sao lớn lên chúng ta có khuynh hướng tìm vợ tìm chồng, mà mình đi tìm cái gì? Người bạn đời. Người bạn đời để làm gì? Để chia sẻ. Tiếng Mỹ kêu là match. Nó looking for a match. Hai người cho nó tương xứng. Mà đâu phải chỉ tương xứng ở cái gì? Chúng ta cần phải tương xứng như thế nào? Từ cái tâm. Cho nên đó, đồng trí, đồng tuệ, đồng tu. Mà mình muốn match như vậy là tự mình phải làm sao nó tương ứng. Cho nên ngay cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn có cái tâm niệm là cần đồng hành thiện tri thức, cần giáo thọ thiện tri thức. Đi làm về mệt, có người nấu cơm cho ăn, người đó là gì? Tri thức của mình. Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên đâu phải tri thức đó, đâu phải chỉ tìm ở những cái môi trường như trong chùa, mà ba dạng thiện tri thức đó đó, nó nằm ngay nơi người thân của mình đó. Vợ mình, chồng mình vẫn có thể là một người đóng ba vai. Có những lúc mình nóng quá, vợ ngồi kế bên, thôi ông nghe lời tôi, ông đừng có nóng. Thí dụ vậy. Hay là bà đừng có, bà để đó tôi, từ từ tôi suy nghĩ, tôi tìm cách giải quyết. Bà đừng có nóng nảy rồi bà làm hư chuyện. Nói dụ vậy đó. Đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Rồi những cái lúc mà bệnh hoạn đỡ đần cho nhau, ngoại hộ thiện tri thức. Ông chở tôi đi chùa, mặc dù ông không thích đi, nhưng mà ông ngồi ở ngoài ông chờ. Ông không vô chùa mà ông vô sân chùa thôi. Ông vô sân chùa ông đậu, ông chờ mình cả tiếng hay tiếng đồng hồ đó.
Cái mình mới nói trời ơi tôi buồn quá, chồng tôi chưa chịu vô chùa với tôi. Nhưng mà thiệt sự nếu mình nghĩ sâu chút á, cái ông xã mà ngồi ngoài xe mà ông chờ mình 1-2 giờ đồng hồ là ông có tu đó. Ông tu cái hạnh nhẫn nhục, ông tu cái hạnh chờ đợi đó. Thường thường con người mà chờ ai một chút là hối dữ lắm. Trời ơi, đi chợ nhiều khi không dám đi với ổng đâu. Mình thì thích đi lựa, đi mua, mà ổng cứ đi theo sao ổng hối. Xong chưa, xong chưa. Nhiều bữa ghét, ở nhà, cho ổng ở nhà đi mình. Nhưng mà đặc biệt, ổng vô chùa ổng chịu chờ. Vậy thấy ổng tu chưa? Nhiều khi ổng đâu nói ổng tu, nhưng mà ổng có tu. Còn mình tu quá trời mà mình nóng còn hơn ổng nữa. Kinh gì mình cũng tụng, pháp gì mình cũng nghe, mà nhiều khi mình còn dở hơn ổng nữa, phải không? Thành thử ra với cái nhìn trong sáng, người nào người ta ở cỡ nào chúng ta thấy người đó cũng có sự tu. Và thậm chí cái người đó chuyên môn làm mình khổ, cái người đó là người giúp cho ta thành tựu được đạo nghiệp sớm hơn. Mà nhìn vậy đó, không có ghét ai hết. Mà không ghét ai là cái tâm mình nó yên. Cho nên trong tâm của mình mà còn ghét nhiều người đó, là mình phải tìm cách thanh lọc bớt á. Cái đó là độc tố hơi nhiều rồi đó. Cho nên là như vậy mà cứ uống sinh tố hoài không có tốt. Sinh tố là những tố chất giúp cho mình sinh sống tốt. Nhưng mà bù lại trong cuộc sống của mình, mình đã tiêu thụ quá nhiều độc tố. Từ cái nhìn, cái nghe, cái suy nghĩ của mình. Cho nên nhiều khi mình ăn bổ dưỡng nhiều mà tâm hồn mình nó không có lành thiện đó, nó vô ích. Tại vì cái chất bổ đó đâu có vô, nó đâu có tương ứng. Pháp Hòa ví dụ, một cơ thể khỏe sẽ tiếp nhận được thức ăn, một cơ thể không khỏe đưa vô là dội ra hết. Cũng như thế thôi. Thân tâm mà lành thiện thì tiếp xúc những điều lành thiện vô nó dễ dàng. Còn thân tâm mà không lành thiện thì những cái điều lành thiện nó dội ra lại. Cho nên tâm hồn mình phải có những cái sinh tố. Ngoài cái chuyện mình uống một ly sinh tố, cái đó nó nhớ cho bổ thân thôi, mà nó không có tương ứng. Tâm mình phải như thế nào để cái sinh tố đó nó đi vào và nó tiếp thu được. Cho nên những cái lời pháp mà chúng ta nghe là sinh tố, nhưng mà cái tâm mình nó có tương ứng để mình tiếp không? Cho nên đôi khi mình thấy có những người hình như họ không tu, nhưng mà họ có tu. Thì Bồ ở trong Phật giáo nhìn Bồ Tát đó là gì? Ngoại hiện phàm phu, ẩn tàng Bồ Tát. Nhưng mà có những người ngược lại, ngoại hiện Bồ Tát nhưng mà ẩn tàng phàm phu. Bồ Tát mà luôn luôn làm cho mình bực bội khó chịu đó, đó là Bồ Tát nghịch. Bồ Tát mà trợ duyên cho mình trên đường tu là Bồ Tát thuận, gọi là nghịch hạnh Bồ Tát và gì? Thuận hạnh Bồ Tát. Vì vậy mà trong cái mỗi cái lần pháp thoại chúng ta hay niệm, lúc mà thỉnh các vị giảng sư ra, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Sao không niệm vị khác niệm Đại Hạnh Phổ Hiền? Thỉnh thoảng mình nghe niệm Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà thường ta niệm Đại Hạnh Phổ Hiền. Bởi vì trong bốn vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, thêm vị đó Địa Tạng, thì Phổ Hiền Bồ Tát ở cái pháp tu là gì? Ứng dụng trong cuộc sống. Chữ Phổ là rộng khắp, Đại là lớn. Mà chữ Đại có ba nghĩa, không phải lớn ở cái lượng mà lớn ở cái tâm, cho nên gọi là Đại. Thí dụ mình nói Đại Bồ Tát đâu có nghĩa là Bồ Tát đó cao thước 8 nặng 200 kg. Có nhiều khi Bồ Tát nó nhỏ xíu người à,
Nhưng mà cái tâm đó lớn lắm, cho nên gọi là Đại Bồ Tát. Và cũng cái vụ mà chuyện nhân quả lịch sử, Bà Thanh Đề mà đem gạo vô, và bà ngồi bà mài từng hộp cho đem được bịch gạo. Đây chuyện cổ tích à. Rồi hòa thượng trong chùa quán chiếu thấy bà già này rất là tội, mài từng hạt gạo đem vô. Hòa thượng mới dặn mấy thầy trẻ trong chùa là bữa nay có đại thí chủ tới cúng chùa, các con phải tiếp đãi đàng hoàng. Trời ơi mấy thầy, trà 3 số 3 913 gì pha bánh khúc kỳ gì ngon ngon chuẩn bị sẵn. Ai ngờ đâu lát bà già vô đem con bao gạo nửa ký. Cái mấy thầy sanh tâm sao? Vị bị nghĩ đại là gì? Lô bà này là phải mặc đầm mặc củng gì ha, rồi đi xa hơi xịn. Rồi vô là gặp quý thầy một cái là xá mô Phật là bao lì xì rồi. Cho nên quý thầy nghĩ là đại là vậy đó. Tới hồi mà tiếp bà không được chu đáo, bà giận quá, bà mới đổ gạo xuống bà chà trên đó, bà vào phỉ báng. Thì ở đây là một câu chuyện cổ tích thôi, chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng ta đừng lầm cái chữ đại là phải những người giàu có và lớn. Nhiều khi một cái việc làm họ rất nhỏ nhưng mà họ để hết tâm hồn vô đó, việc làm nó vẫn đại như thường. Có một ví dụ, một cái đứa nhỏ, nhỏ nhỏ xíu à, nó đi ngang nó thấy mình nằm đó coi tivi ngủ, nó đi vô nó lấy cái mền nó nhẹ nhẹ nó đắp lên cho mình, giật mình thức dậy. Quý vị vui không? Vui lắm. Và cảm thấy rằng ở trời ơi, mình nằm đây mình lạnh nãy giờ mà người lớn đi nguyên nhà ngó thôi chứ không biết gì hết. Mà cái đứa nhỏ nó chỉ mới có 2-3 tuổi mà nó cảm nhận được cái đó, và nó rất dễ thương, và nó lấy cái mền nó đắp cho mình. Hồi Pháp Hòa còn mấy chú tiểu đó, nhỏ nhỏ, bây giờ thì lớn hết rồi. Chiều chủ nhật xong là thầy trò phải tuôn ra dọn dẹp hết. Người thì quét nhà, người lau cầu tiêu, người sắp giày dép, từ Pháp Hòa xuống cho tất cả mọi người trong chùa phải làm hết việc. Nhiều khi 5-6 giờ chiều mà làm tới khuya mới xong việc. Nhiều khi mệt quá cái đi vô phòng với chú nằm, gác cái tay trên cái đầu trên cái tay vậy. Có cái chú tiểu mà hồi xưa là chú mà thường ngày đó là cái ông tiểu đó là ông chọc cho mình trào máu nhiều nhất. Quý vị biết mà đến mức độ mà sáng nào mà từ sáng giờ học cho đến chiều 3 giờ mà khoảng thời gian đó mà thấy điện thoại nhà trường mà reo là Pháp Hòa hồi hộp rồi đó. Nghĩa là bị mắng vốn á. Mà hầu như tuần lễ 5 ngày học là không phải 4 ngày bị mắng vốn. Vậy mà mình nghĩ cái đứa này trời ơi đất hỡi gì mà thôi ráng đi. Vậy mà có những buổi chiều chủ nhật Pháp Hòa nằm vậy đó, nó cầm cái gói tới nó nói, nó để nhẹ nhẹ vậy nè, rồi lấy cái mền nó kéo lên, rồi nó ra dấu biểu mấy đứa chú khác đừng có nó ồn, nó ra nó đóng cửa nhà, nó nói thầy is resting. Mình nằm mình giật mình nghe hết chứ. Nhưng mà cái lúc đó mình thấy này nó không tiểu nữa, nó đang đại. Cho nên cái chữ đại là ở những tâm hồn, chứ không phải ở cái lượng. Cho nên nhà Phật hay dùng là Đại Bồ Tát, Đại Thí Chủ, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Thì cái chữ đại đó là gì? Không phải ở cái bự không, dĩ nhiên là có lượng đó, nhưng mà tâm và hạnh. Cho nên một ông trưởng giả theo như định nghĩa của nhà Phật, trưởng giả nó có 3 điều để thành trưởng giả. Một là tuổi cao, hai là đức lớn, ba là giàu có. Như vậy thì không phải giàu mà kêu trưởng giả.
trưởng giả mà giàu mà tâm không có, đức không có, mặc dù có thể lớn tuổi, có thể là nhà giàu nhưng mà đức không có thì cũng chưa gọi là trưởng giả. Mà trưởng giả theo định nghĩa của nhà Phật là lớn tuổi, giàu có nhưng mà hạnh đức phải lớn. Vì có nhiều khi người ta giàu mà ta khinh người khác, cái tự nhiên mình cũng quý họ. Mà người đó họ giàu bỏ khiêm cung, tự nhiên mình quý họ. Cuộc đời nó vậy thôi, vì mình thấy được cái tâm của họ. Cho nên trong cuộc sống, nếu mà chúng ta để tâm một chút thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng có những người đang là những bậc thiện tri thức trong đời mình mà lâu nay mình chưa nhận ra. Vì sao? Vì mình là cái thân cứng, rồi chúng ta không nhận diện được những cái vỏ mềm xung quanh. Còn ngược lại á, nếu chúng ta là cái thân mềm mà cái vỏ cứng thì chúng ta nguyện tập thích ứng, tùy thuận mà không có bị ảnh hưởng. Đại hạnh nghĩa là cái người đó có một cái hành động, một cái việc làm lớn. Đôi khi đâu có làm gì nhiều, một lời nói, một cử chỉ cứu người. Mà thưa đại chúng, mình cứu người đúng lúc người ta cần, nó quý hơn là người ta dư mình cho. Cho nên đại hạnh phổ hiền là một bậc luôn luôn ứng dụng rộng rãi cái hạnh nguyện của mình bằng mọi cách. Chúng sanh nào có nhu cầu làm gì, vị này vẫn làm, dù việc đó rất nhỏ thì việc làm đó vẫn gọi là đại hạnh. Có những đứa nhỏ, hồi nhỏ nó đi học với mình, mình tưởng lớn lên cái đứa này nó không biết gì, nó không ngừng, không nhớ, mà nó lại sau này là cái đứa thường xuyên về thăm mình nhất. Mà hồi nhỏ là mình là nó, là mình phải cứng rắn cho nó nhiều nhất. Có lẽ lớn lên nó về nó tâm sự, nó nói thầy, bây giờ con ra ngoài con sống rồi, con mới thấy là không có đâu ai thương con bằng thầy, và không có ai chăm sóc tụi con bằng thầy. Cho nên trong lúc mình làm, mình cứ làm, mình đừng đặt một cái vấn đề là tương lai nó làm gì cho mình cả, không dám nghĩ. Tại vì mình nghĩ mình sẽ buồn nếu không được. Cho nên Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền là vậy. Ngài làm tất cả mọi cái hạnh mà Ngài không có cầu một cái gì return nữa đó. Chờ cái câu nói mà dưỡng nhi đãi lão đó, hồi xưa mình hay nói câu đó, nuôi con chờ già nó nuôi lại đó. Bây giờ nói thêm câu nữa, dưỡng nhi đãi lão nhập dưỡng lão. Có nhiều cô thương lắm, lợi thương chụp tấm tay. Mấy anh khều khều nói, chị để tay xuống. Chợ Hồ Hòa hay nhắc, Phật tử ai cũng có cái thể hiện tình thương. Trường hợp nào mà nó kẹt lắm mà mình lên tiếng không thì nhẹ nhàng. Đừng làm cho người ta cảm thấy là người ta bị mình la trong cái tình thương đó. Có nhiều đứa nhỏ nó gặp thầy nó câu cổ để chụp hình. Mình la, sao mày chụp câu cổ thầy? Kệ nó. Tại vì nó theo kiểu mod mà, kiểu Mỹ mà. Nó câu cổ thầy chứ nó có cắn cổ thầy đâu nó. Cho nên Phá Hòa dễ dàng nhẹ nhàng đó. Không phải là mình khoái cái đó, nhưng mà mình biết nó không có, nó không có, nó thương mình mà nó biểu lộ theo cái kiểu của nó. Cho quý vị đừng có la mấy đứa nhỏ mấy chuyện đó. Nó lợi nó câu cổ thầy, nó hai thầy rồi, đừng la nó. Nó hai thầy là mừng rồi. Mà nó lỡ nó quên, nó hai thằng mới mệt. Ngày hôm qua đi tới cái chỗ đó thì trời cũng hơi tối tối rồi. Thì có anh em Phật tử phương phi lắm, mặc bộ đồ tu đậu cạo, nó đi trước vậy đó.
cái mấy vị sẽ hỏi, ồ có thầy nào mới tới vậy? Phật nói không, đó thằng. Rồi bây giờ mình thể hiện, dành thời gian cho nhau. Thứ hai là mình lắng nghe nhau. Lắng nghe là một pháp tu đó thưa đại chúng. Tại vì đa số mình ham nói hay ham nghe. Quý vị biết không, nhiều khi ở đây có ai bị một cái tình cảnh là mình nói chuyện với một người đó mà người đó nói không, mình không có chỗ mình xen không? Có không? Nhiều lúc họ nói mà mình muốn không biết chỗ nào rảnh để mình xen vô. Đôi lúc là Pháp Hòa xen vô hoài, thấy không xen được thôi ngồi yên. Cái họ nó đã đợi cái, ủa thầy còn đó không thầy? Nói. Lúc đó mình mới nói, dạ em đây. Nói cho đã đời rồi, không cần biết mình có nghe không. Với hồi giật mình là, ủa thầy còn đó không thầy? Lắng nghe. Người ta có nhiều câu tán thưởng của Đức Quan Âm lắm. Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu. Thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng khổ hải, thường tác độ nhân châu. Đó là bản nguyên âm chữ Hán được dịch nè. Bồ Tát Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dâm cứu độ đời. Chỗ nào có cầu thỉnh là chỗ đó có ứng. Cho nên là Phật tử ở Sang Phan này tội lắm á, là Pháp Hòa đã gặp nhiều bác, nhiều cô, nhiều Phật tử đây đã nhiều năm cứ muốn Pháp Hòa về đây hoài mà chưa làm được. Nhưng mà Pháp Hòa biết Pháp Hòa nợ Phật tử Sang Phan một chầu cho mới có mặt nè. Cho nên nhiều lúc mình chưa đáp ứng được, gặp cái cô đó mình lẻn, mình lơ lơ. Tại sao? Chỉ vì mình họ hứa với cổ nhiều quá rồi. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa rất vui vì Pháp Hòa làm được cái việc Pháp Hòa muốn làm. Đó là về thăm Phật tử ở Sang Phan. Trong cuộc sống của chúng ta, cái âm điệu á, nó luôn luôn nó làm cho người khác muốn nghe. Bây giờ quý vị để ý coi, hãy vô xe là mở radio, về nhà là phải mở tivi, hãy rảnh là mở phone nói chuyện. Vậy thì lúc nào mình cũng muốn gì? Muốn nghe và muốn nói. Cho nên trong cuộc sống này á, nói và nghe là hai cái điều mà rất là ai cũng muốn. Mà mình phải nói như thế nào để người khác chịu nghe, và người mình phải nghe như thế nào để mình hiểu, chứ đừng nghe, nghe mà không phán xét, không phản ứng, không mang một cái, bất cứ một cái thành kiến nào hết. Pháp Hòa ví dụ, có nhiều người mình chưa bao giờ gặp mà mình chỉ nghe người ta nói về người đó thôi, người đó coi vậy chứ khó chơi lắm nghe. Nghe người ta nói thôi là bắt đầu mình có thành kiến với người đó. Mỗi lần mình gặp người đó, hình như mình không muốn gặp, tại vì mình nghe đồn về người đó. Có một ngày nọ, bất đắc dĩ lắm mình phải ngồi với người đó. Tự nhiên sao mình thấy, ủa, người này hoàn toàn không có giống như xưa nay mình nghe người ta nói. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều khi người ta hiểu lầm mình nhiều lắm, vì người ta chỉ nghe người khác nói về mình thôi. Và mình có thể, một là mình không có cơ hội mình đính chánh, mà cũng không thể đính chánh mấy chuyện đó được. Thôi thì mình cứ sống đi, mình cứ sống như thế nào để một ngày nào đó họ sẽ hiểu mình. Và có thể họ không hiểu mình, nhưng mà cái người lâu nay hiểu lầm mình nói cho họ nghe đó, bây giờ họ hiểu mình, họ nói ngược lại giùm mình. Trường hợp đó cũng có. Ở bên Nhật có một vị hòa thượng tên là Bạch Ẩn. Ngày được người ta quý lắm, cho nên cả xóm cả làng đó là cung kính ngài, gọi ngài là Phật sống. Mỗi lần lên chùa nói Phật sống, Phật sống, và ngài cũng nói thế à.
Có một cô gái trong làng, cổ lỡ cổ có mang thai oan với một người trong xóm mà cổ không dám nói, bị tra quá chừng, cuối cùng cổ đổ thừa con của ngài Bạch Ẩn trên chùa. Bắt đầu làng xóm kéo tới chửi ngài và nói từ nay về sau ông không phải là Phật sống nữa. Ngài cũng nói thế à. Mấy năm sau cô này hối hận. Cô này hối hận rồi đến thú thật chuyện này, làng xóm hiểu được, chạy lên chùa sám hối. Và cuối cùng ngài đáp sao? Thế à. Cái điều thứ hai mình thể hiện được cho người thân, người thương của mình, đó là lắng nghe. Điều thứ ba là gì? Giúp đỡ. Có lắng nghe. Thưa đại chúng, tại sao mình hay xài hai chữ lắng nghe? Vì có lắng mới nghe. Không lắng lấy gì nghe. Chữ lắng là yên tĩnh xuống. Mà mình còn lao sao, mình không nghe rõ. Cho nên người ta nói nghe nè chưa đủ, xin đại chúng lắng nghe. Vì lắng là lắng xuống, bình an xuống thì nghe mới kỹ. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Học nhìn lại hiểu và thương. Mình phải lắng mình mới nghe được. Mình lao sao nghe không rõ. Pháp Hòa ví dụ mình tụng kinh đó, mình tụng kinh đó là mình phải tụng sao để cho người ta nghe mà lắng, người ta lắng mà nghe. Mình tụng giống như trả bài vậy đó. Đệ tử chúng con từ vô thị cái báo tá bà làm mẹ làm chồng vợ bao lâu làm rồi. Tụng sao không biết mình tụng gì hết. Nhưng mà nếu mình tụng đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê, nghe không? Nghe rõ không? Tại vì sao? Tại vì mình tụng chậm. Mình tụng rõ cho người ta nghe, để người ta lắng. Người ta đang lao sao vậy đó, mình tụng sao mà ta nghe ta lắng xuống. Rồi người ta lắng xong rồi á, người ta càng muốn nghe. Có phải không? Thí dụ mình nghe ai hát câu rồi á, hay quá, mua mua, hát nữa. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng kinh, quý I hear you well. Có một cái lần đó Pháp Hòa đi xuống dưới miền quê á, đi tụng một cái đám tang. Thì quý vị biết ở dưới quê là thầy tụng nhiều lắm. Thầy tụng nghĩa là mình mướn tới tụng á. Trời ơi, ông tới ông tụng mà giống như ông trả bài, để hết giờ ông ăn tiền vậy đó. Cái thì tới giờ Pháp Hòa tụng, thế tới giờ Pháp Hòa tụng, cái Hòa tụng xong cái ông thầy đó ông vô, ông cất chuông cất mỏ ông đi về. Cái gia đình mới nói ủa sao thầy không ở thầy tụng nữa, hồi nhỏ nó tụng hay quá để nó tụng đi. Hồi nhỏ đi tụng một cái đám mà cuối cùng ngày hôm sau á đi chôn không có ông thầy, bị gì ông nghe mình tụng tới rộng cuốn con đi rồi. Cuối cùng quý vị biết không, ngày hôm sau Pháp Hòa phải xách cái mỏ đi làm thầy tụng đưa đi chôn. Cho nên khi mà mình có những người á, người ta rất cần nghe, nhưng mà quan trọng là cách mình nói. Người ta cũng muốn nghe lắm chứ, nhưng mà cách mình nói sao để người ta chịu nghe. Và có những người không muốn nghe, xin đại những người không muốn nghe thì phải tập chịu nghe để hiểu. Tại vì không nghe thì không hiểu. Ví dụ như có nhiều người ta nói đạo Phật mê tín dị đoan,
tại các vị đó chưa hiểu đạo Phật. Hiểu đạo Phật rồi đâu nói vậy. Tại vì đạo Phật là, Phật giáo là gì? Là giáo là dạy, Phật là tỉnh thức. Phật giáo nghĩa là dạy cho con người sống tỉnh thức chánh niệm, thế gọi là Phật giáo. Đạo Phật, đạo là con đường, Phật là tỉnh thức. Đạo Phật là đạo tỉnh thức, là con đường dẫn mình đi tới chỗ an vui hạnh phúc. Vì chúng ta sống ở đời này ngày nào cũng phải có đường để đi. Thậm chí muốn lên đây phải biết đường lên, chứ không biết đường đi chậm. Dù ngắn dù dài phải biết đường, thì chúng ta sống phải biết cách. Cho nên hai cái chữ lắng nghe đó quan trọng lắm. Phải lắng mới nghe, không lắng thì không thể nghe. Cái bài kệ quý vị nghe đó, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Mình có thể nghe tiếng chuông triệu lần rồi, nhưng rất có thể hồi nãy lần đầu tiên mình nghe một tiếng chuông mà nó thanh thoát, mà nó lắng tâm như vậy. Có thể nhiều khi mình nghe tiếng chuông thỉnh trong chùa hoài, nhưng mà những tiếng chuông đó chưa đủ năng lực. Cũng có thể một tiếng chuông vị nào phát ra bằng cả cái thanh tịnh, mình nghe mà sao nó lắng quá. Pháp Hòa có làm cái bài thơ nói về lời kinh, dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ thường. Xin lỗi, dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lấy người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thuở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh dịu, có lời kinh nhẹ, biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Có nhiều khi chỉ một bài kinh mình tụng, nhưng nếu mình tụng từ trái tim, từ tình thương, người khác sẽ nhận được cái bài kinh đó. Cho nên tụng kinh đó, không phải chỉ ngồi xuống chuông mỏ rồi cứ ngâm nga mà tụng, mà phải tụng bằng từ cái trái tim của mình. Tụng làm sao mà mình có tình thương trong lời kinh thì bài kinh đó trọn vẹn. Nhiều khi mình nấu một chén cháo trắng cho người thân mình ăn thôi, đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà nếu cháo trắng đó mà nấu cả tình thương thì cái cháo trắng đó nó khác lắm. Nó nở vừa, nó ngon lắm. Còn mình nấu mà bằng bực bội thì ăn nó sừng sực, nó bưng bức, nó làm sao đâu. Cho nên nhiều khi một cái việc rất nhỏ nhưng tình thương có trong đó thì người khác cảm được liền. Có những người, người ta nuôi cây, người ta trồng cây mà người đó chết, cây chết theo. Cho nên mình có sự giúp đỡ, mình có lắng nghe, mình có giúp đỡ. Mình không hiểu làm sao mình giúp. Cho nên á, mình muốn giúp người ta, mình phải hiểu người ta. Mình phải hiểu người đó cần cái gì mình mới giúp nó đúng. Mình muốn giúp mà mình không hiểu người đó cần cái gì thì càng giúp càng hư chuyện. Ở Việt Nam có câu, người ta kêu sao? Có thiện chí mà không hiểu vấn đề thì làm cái việc đó càng hư sự. Cho nên mình biết việc mà mình giúp được thì cái việc đó nó nhẹ nhàng.
Kế đến đó, để thể hiện tình thương, nhiều khi trong cuộc sống mình nhớ cái món gì người đó thích thôi, tự nhiên người đó vui dữ lắm. Pháp Hòa ví dụ như mình thích ăn ớt, mỗi lần dọn cơm cho mình, cái người đó ngó ngó nhìn thấy không có chén ớt, cái người đó đi lấy chén ớt cho mình, đâu cần nói gì đâu, nhưng mà mình hiểu rằng tình thương nó có mặt trong đó. Pháp Hòa thì thường là uống nước sôi, cho nên mỗi lần tới nhà nào hay ai cũng đãi nước sôi. Thì khi mà mình thấy một cái ly nước nóng mà ta đem ra là mình hiểu là người ta thương mình, ta hiểu mình đang thích cái đó. Uống nước nóng thôi, nói chung là nước trà cũng được, nước sôi cũng được, cái gì nóng, phần lớn là vậy. Chứ các vị đem nước trà, nước sôi, nước ấm ấm ra là mình biết rằng người này có biết mình. Nhưng mà lỡ người ta không biết á, người ta có làm á, nói bộ không biết tôi hả? Nếu mà người ta gần mình, người ta mới hiểu mình. Mà người đó làm cái việc đó không đúng, nghĩa là người ta chưa hiểu mình, chứ đâu phải người ta không thương. Nhiều khi phải nhớ vậy để đừng trách người khác. Có nhiều khi Pháp Hòa nói vừa đây có hai vợ chồng gây lộn rồi đem lên chùa. Trời ơi con khổ bà quá thầy ơi, hỏi dù gì nữa, bà muốn cái gì bà không nói, bà cứ bắt con hiểu à, mà mình làm gì mệt gần chết, giờ đâu nữa hiểu bả. Cho nên nhiều khi mình muốn gì mình phải nói cho người đó nghe, người ta mới hiểu được mình. Và dĩ nhiên là mình, mà mình biết rằng á, khi mà cái người đó làm một cái gì mà người ta nấu một cái gì mình thích á, là mình biết rằng người đó có để ý mình, có thương mình, có chăm sóc mình và có quan tâm mới làm việc đó. So when you come to the meal, even supper or lunch, and you know that on the table some food that you like, and you should know that your mom care and love you. If she do not care, she never cook the dish you like. And if any dish on that table which you like, that means something left, some love on the table. Mình không thương người đó không bao giờ quan tâm. Pháp Hòa thấy rồi, nhiều người mẹ nấu bữa ăn cực lắm, nấu tới 3-4 món lần. Món này đứa này thích, món kia đứa nọ thích. Có nhiều khi á, cái đứa đó nó không ăn cay, trước khi để ớt vô phải múc ra dĩa để riêng, vì biết nó không ăn cay. Ở trong chùa cũng vậy thưa đại chúng. Ở trong chùa có những người không ăn chao, không ăn tương, không ăn gì đó, mà mỗi lần trước khi nấu cái món đó số lượng cho đại chúng là người đó, cái người nấu ăn phải nhớ múc cho cái vị kia miếng. Pháp Hòa nhớ trong chùa có nhiều người không biết ăn rong biển, cho nên mình nấu canh mình hay để miếng rong biển vô vậy đó. Thì trước khi để rong biển vô, múc ra ăn tô để riêng cho người đó. Rồi có nhiều khi một người đó không ăn ngò, Phật tử biết sư cô đó, thầy kia không ăn ngò, không để ngò. Quý vị biết mỗi lần đem lên bàn, Pháp Hòa nhìn cái tô đó cho cái vị đó, Pháp Hòa nói liền: hôm nay thầy có hạnh phúc không? Thầy có biết là thầy đang hạnh phúc là một Phật tử đang nhớ thầy không ăn ngò mà múc một tô canh không để ngò cho thầy không? Mấy thầy, mấy chú trẻ trẻ trong chùa là ngày nào qua cũng nói. Mấy thầy thích ăn bánh tráng cuốn, mấy cô là đem rau sống lên cho, làm những cái món cho cuốn. Pháp Hòa mới nói: mấy đứa con biết mình có hạnh phúc lắm không? Mình đang được mấy bác thương mình, nấu ăn cho mình và làm những món mình thích. Xin lỗi, nhiều khi Phật tử nhịn cái phần đó mà nhường cho mình. Cho nên trong cái bài phục nguyện bữa ăn, Pháp Hòa hay đọc: cơm ngày ba bữa, bởi sự khó công khó, bởi sự khổ công khó nhọc của đàn na. Áo mặc bốn mùa, bởi sự nhín ăn bớt mặc của thí chủ. Thuốc thang giường chổng,
đều nhờ công lao khó cực của tín thí khắp nơi. Học đạo tấn tu bởi lòng từ dạy răng của thầy tổ. Thân mặc ba y, cơm ăn ba bữa, áo mặc bốn mùa, thuốc thang giường chổng, không nhờ tình thương Phật tử làm gì mình có. Phật tử người ta không nhịn ăn bớt mặt, người ta làm ra cực khổ, ta cho người thân ta không sướng sao, ta nhịn ăn bớt mặt cho mình. Mà thế mà mình dụng cái đó mà mình không nhận ra cái công của Phật tử thì thật là sơ tâm, sơ ý. Cho nên Ngài Thật Hiền nói trong cái quyển Phát Bồ Đề Tâm Văn, 10 lý do để mình phát tâm Bồ Đề tu học, trong đó có một cái lý do là nghĩ đến ơn tín thí đàn na. Mà mỗi lần đọc tới cái đoạn đó là Pháp Hòa cảm xúc. Tại vì Pháp Hòa biết mỗi ngày mình sống, từng miếng nước, từng chiếc vớ, tất cả những gì trong đời sống tu hành của mình đều nhờ Phật tử ban cho hết. Thấy cái ơn đó mà làm cái gì cho Phật tử cũng không thấy mệt nhọc. Bởi vì đó là giây phút mình trang rãi trở lại cho mọi người. Cho nên mình sống mà mình niệm ra cái ơn á, mình làm gì cho ai mình cũng không bao giờ thấy cực khổ. Là gì? Người ta thi ơn cho mình thì đây đến lúc mình đền ơn. Có nhiều vị vô chùa than tu cực quá, làm suốt ngày. Pháp Hòa nói bộ ở không có ăn à? Nếu mình ở ngoài đời mình phải đi làm không? Cũng phải đi làm vậy. Thì mình ở trong chùa mình tu, ngoài giờ mình tụng kinh, ngồi thiền, học Phật, cũng phải làm việc chứ có đâu ngồi không hưởng. Mà thưa, nếu mình nghĩ rằng mình đang làm á thì mình mệt lắm. Mình phải nghĩ rằng mình đang kết duyên lành với chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ mình ngồi mình đánh máy cuốn kinh, trời ơi tại sao biết bao nhiêu việc không ai làm và bắt tôi đánh máy cuốn kinh này. Nhưng mà mình có biết rằng khi cuốn kinh này mình đánh máy xong rồi được in ra hàng ngàn bản, hàng ngàn người tụng, có phải là người ta kết duyên với mình không? Mình nấu bữa ăn ở sau bếp cho ngàn người, lát ra ngàn người hưởng cái hộp cơm đó, có phải là mình đang kết duyên với chúng sanh không? Cho nên không thấy cực. Sống mà không có kết duyên với người khác, người ta gặp mình là ta không thương. Cho nên đời này mình đi đâu mà được người ta thương quý mình, biết là mình biết rằng nhiều đời mình đã kết duyên lành với họ. Cho nên làm việc gì cho ai cứ nghĩ là mình đang gieo duyên với chúng sanh, chứ không hề gọi là tôi mọi cho ai cả. Kỷ niệm lắm. Cho nên nhiều khi người nào làm một cái gì cho mình nhớ là tình thương hết nha. Tình thương hết á. Người ta không thương mình á là người ta không khe. Cho nên quý vị thấy không, ai đi đâu về mà tặng cho mình một món quà thật là nhỏ thôi mình cũng vui vô cùng. Người ta đi chơi mà ta vẫn nhớ mình. Cho nên quan trọng là cái tình thương người ta nghĩ tới mình, chứ đừng coi cái món hàng đó. Mà cái món hàng mà ta tặng cho mình là gì? Kỷ niệm. Tôi đi chơi, tôi thấy cái này tôi nhớ tới chị, tôi mua tôi tặng chị để dành lưu niệm. Thấy không? Vật mà người ta thấy ta nhớ mình. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Vật ấn tâm. Thấy vật mà nhớ người gọi là vật ấn tâm. Mình đem cái món hàng đó về, cầm lên, cái này má mua cho cô Năm nè, ba mua cho chú Bảy nè. Lấy cái tâm của mình để vô từng món hàng đó là tâm ấn vật. Rồi người đó đem về trưng, mai chiều mốt nọ nhìn lại cái đó, ồ cái này chú Bảy chú Ba cho ba đó. Thấy vật mà nhớ người là vật ấn tâm.
Khi mình làm cái gì cho người đó, lấy cái tâm mình gửi vào đó là tâm ấn Phật. Cho nên khi mà quý thầy quỷ mà thỉnh tượng Phật đem lên cho quý thầy chú nguyện đó, quý thầy đang làm cái việc là tâm ấn Phật. Quý vị đeo di chuyền, đeo Phật hay đem cho đưa cho Pháp Hòa, Pháp Hòa cầm trong tay và mình nhắm mắt lại và mình tâm ấn Phật. Và khi mà quý vị đeo vô rồi, ồ cái này tôi được thầy đó chú nguyện đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tình thương nó thể hiện bàn bạc mà nhiều lúc không cần phải nói gì hết. Đi tới đâu mình được mọi người làm việc đó cho mình. Có nhiều khi mình sơ ý, mình thốt một câu, ai biểu làm? Đau nòng không? Cho nên nhiều lúc đi đâu về no muốn chết, mà thấy mâm cơm dọn rồi, Pháp Hòa nói để nó điên lát và xuống ăn. No rồi mà vẫn nói để chứ mình nói, ai biểu dọn chi vậy, tôi đâu có biểu. Tự nhiên người ta bị hurt vô cùng. Mình đi xa về người ta nhớ tới mình, sợ mình chưa ăn, người ta bày mâm cơm ra để đó. Rồi no rồi cái cũng không nói câu nào nghe cho nó mát ruột. Nói câu nghe nóng ruột à. Nóng ruột là đỡ nghe, có người cháy ruột luôn á. Cho nên rồi một câu nói đó, cái tiếng Việt mình kêu nói về chuyện dễ xa nhau. Rồi người đó buồn mình chút phải không? Ngày khác chút, ngày kia chút. Mới đầu là hờn thôi, gom nhiều lần hờn mới tới giận, giận nhiều lần mới tới hận. Cho nên nó cũng có cái từng bực của đó, cũng có mình trong đó. Cho nên mình đừng nói tôi có làm gì nó đâu. Không, anh nói thôi, anh có làm. Anh làm trong vô tình, trong sơ ý của anh. Lắng nghe, giúp đỡ đều thể hiện tình thương. Nấu một món gì mà người đó thích đều thể hiện tình thương. Làm một cái việc gì mà mình biết rằng người đó sẽ rất thích đều thể hiện tình thương. Ngày hôm qua đứng ở dưới bảo chùa Bảo Phước San Jose mà trời nóng như chụp hình 1-2 tiếng đồng hồ. Quý vị biết tối về có một Phật tử viết cho qua cái mail: thầy ơi, tụi con rất cảm ơn thầy đã vì chúng con mà đổ mồ hôi. Ví dụ bây giờ mình làm vậy mà một Phật tử, nếu mà người ta tin tưởng, người ta nhận ra điều đó. Con cô Phật tử cầm ly nước cam tới đưa, mấy chú cản được mà nói không, đem lại Pháp Hòa uống. Người ta không thương mình, không nghĩ tới mình, đứng khổ cực, người ta đi mua ly nước cam tới ta cho làm chi. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận rất nhiều tình thương mà chúng ta đang nhận đó chứ không phải không đâu. Và chúng ta cũng đang lưu xuất ra tình thương cho rất nhiều người xung quanh mình đó chứ không phải không đâu. Thấy được điều đó, chúng ta sống an lạc, chấp nhận, ôm ấp và làm phát triển cái tình thương đó nữa. Đời mà không có tình thương, đời khô lắm. Cuộc sống này mà thiếu tình thương nó giống như là trời không có gió mát, trời không có trăng thanh. Chỗ nào mà không có lá cây mình nói sao trời, chỗ gì mà khô khằn, khô khan quá. Ăn bún mà không có rau nó trời, ăn gì khô queo mà thiệt ra đang ăn bún tô nước. Có phải không? Nhiều khi ăn một tô bún riêu ngập nước mà không có rau sống, không có bắp chuối, không có gì bỏ vô, nó trời ăn gì khô rang. Có rau vô tự nhiên mình thấy tô bún mình sao? Hấp dẫn. Mặc dù ai cũng nói ăn bún, chứ không ai nói ăn rau. Nhưng mà rau nó làm cho tô bún thêm hương vị, ăn không ngán. Nhìn như vậy gọi là nhìn với cặp mắt chánh niệm của đạo Phật. Bây giờ quý vị thấy đạo Phật đâu có gì xa nữa. Đạo Phật là tình thương.
Vì đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Người tỉnh giác thì tình thương mình phải thể hiện. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ thấy hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy, Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi.